chào ngày mới với ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em nhỏ đang theo dõi trên Cuộc Sống Miệt Vườn. Chúc cả nhà một ngày thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Chào cả nhà. Hồi sáng đi chợ mua thấy hàng lương đồng ngon, tính mua về ăn. Phải đến lúc mà mần rồi cái mình chợt nhớ lại là có một câu chuyện hồi lúc mà đi học. Là cái ông bà đó, bà vợ mới mua lương về tẩm bổ cho chồng ăn mà ông chồng ăn chết nhắt. Làm sao? Rốt cuộc là con lương đó nó giống con lương. Giống như là con gì mà con lương à, nó bò. Con gì đó chứ không phải con lương. Bò nó, con lương nó bò nó nghiệp cái đầu xuống sát cái đất đúng không? Rồi con đó nó bò ngóc đầu lên. Giống như con sam với con soi vậy đó, hai con giống nhau vậy. Không phân biệt được. Ăn cầm chồng chết nhắt luôn. Cái tự nhiên giờ hơi ớn ớn. Con là gì? Không biết con gì mà câu chuyện đó hồi lúc mà đi học tiểu học á là cái đọc trong sách á giờ ớn ớn hồi sáng qua để ý coi thấy cái bò này ngóc đầu rồi nó tới lúc mà mần xong rồi mới nhớ lại. Nay nhà mình có một nhân vật dịch đi lạc ở bên nhà bà Tư qua thầy giờ khoái lắm không phải đọc nữa mà đọc không? Cái đồng không? Nhìn đồng không? Ngoài còn chỉ mẹ không biết. Nè mày mẹ nhìn nè đồng không? Cái đuôi nó thấy sao nó cái đuôi nó cũng hơi nhọn nhọn này không? Đưa đầu quá. Mua mấy con? Hai con nè. Không có, cái người bán nó mấy con? Từ 5-6 con vậy nhưng mà còn lớn nhỏ có. Cái gì mà lột vậy? Mụn á. Hả? Mụn. Người nặng hay gì lột da nè? Nặng hay lột da? Má mụn cám. Cái bài đâu đó? Ủa cái dao nãy mày lấy rồi đâu rồi tính? Đó. Đi ra. Bước ra. Đi ra ngoài. Đi ra. Bước ra đây luôn. Có bản không tính? Cái gì? Đây. Bước ra ngoài. Sao chiếc này làm như có lộn đen ta trộn lộn trong đó tên ơi. Thấy đen dữ á. Đen là nắng mới là phơi nắng đúng đó. Còn mẹ mẹ mà vàng vàng tươi á là vàng quá thì nó măng đó là ta xong lưu huỳnh đó. Còn măng này là ta phơi măng nắng. Người ta phơi lên có lúc có được nắng có lúc không được nắng. Được nắng là sẽ tay mình làm đâu có phải hoàn hảo 100% đâu. Bữa nay ăn được măng đáng ơn. Mà nhiều người ngộ lắm nha. Mở miệng ra thì sợ ăn quá chất. Mà thích đồ đẹp. Không thì mình cũng vậy mà anh đi chợ. Không anh không anh nhìn thấy cái nào không thúi là được rồi. Chứ không có thích đồ đẹp. Không thích đồ bự. Mẹ mua hủ qua không bao giờ lựa đồ mướt. Đậu que cũng vậy. Không lựa mướt. Trời ơi thuốc không lên. Trời ơi mấy con cá này cũng thấy trên tức. Chết nè. Ngon ghê luôn. Cái này vợ mua được à. Cái rưỡi dưa gan một dầm đường ăn gọi sinh tố á ăn cho nó mập thôi em đường ăn sao gọi sinh tố nó khó ăn hôm qua chị nhà chị ba dọn khô bò lên ngán quá nhiều hết nhiều ủa vậy đó hả trong cái mấy chị hỏi có bán không à mấy chị rồi hỏi chị đặt bao nhiêu em làm mà làm giờ vận chuyển khó khăn quá với mời ẩm ngày đang không gần gần nắng không đẹp nè không thì lúc gài thì sẽ ui rồi được mà anh cứ nhận đi này cái mình vận chuyển lạnh thì mình hỏi cái phí coi chắc là cũng cao hơn ba mẹ nói rồi là đã phơi rồi là đem vô là phải để vô ngăn mát chứ không có bao giờ để hôm đó là để là không có hư nhưng mà cái vận chuyển đi xa thì không được. Anh trồng cây gì cũng sai trái nè, nhìn kia mít nè. Chọc chơi quá trời. Cái
đi qua người Vinh cái chở lại. Ủa bà Tư sao mà chở lại nữa vậy? Ủa mới đậu xe xuống. Mẹ. Cái chị ba cái nói gì cậu Tấn, cái cậu Tấn đẹp trai quá. Vậy hả? Trời ơi. Không theo hoài luôn. Cái mà con dở dở với nó là đi theo hoài nha. Cái tiếng nói nhiều với mệt rồi, thôi con đi chỗ khác đi. Mẹ đang kể thằng cô Tí hôm qua mặt tròn tròn mà hay hét á. Mắc cười chứ. Ta là mẹ mới lên tới cái con Bảo Thi thưa bà Tư. Cái bà Tư biểu thưa bà đi con thưa bà. Cái hơi cái đó biết liền bà Tư nghe Bảo Thi kêu chạy xuống. Bà Tư ơi. Bà nhà bà ở đâu vậy? Bà Tư ơi mặt bà bự quá. Trời ơi mẹ mắc cười chứ. Nói ủa làm gì mới đây mà con biết bà Tư rồi vậy? Bà mà chị gì kêu Bảo Thi bằng gì? Chị. Mà thường mấy đứa như vậy thì mốt là nó sẽ bị hướng nội. Như con nhỏ nói chuyện nhiều đó, nói chuyện mà biết rồi nội nó mới biết bà mệt luôn. Học gì mà hỏi vậy? Xong mới lớn lên cái là tự nhiên cái... Bà nói nữa thằng này giống mẹ nữa. Nói chuyện nhiều. Lớn lên cái là y từ cha đâu có nói chuyện hùng đâu mà anh Tấn ngộ quá tơi với y dịch như cha cho con lắm vậy chứ lấy ai dòm con không chợ chân đi qua chân gì cũng chợ nữa mà nói Tấn còn nhỏ cái ta qua ta xin gì mượn gì không dám nó thấy anh sợ quá tại thấy mặt nghiêm đó. Tấn hiền chết. Người ta hỏi mẹ không? Nhưng mà chính gì kia là... Kêu qua hỏi chỉnh đồng hồ. Ủa điện thoại. Hỏi nói sao kỳ thứ tư tôi sao tôi bình luận không được. Muốn người ta mở lên có liền. Nó kêu Tấn qua kêu Tấn là thôi tôi không dám. Nó làm gì mà sợ nó như vậy? Nó không biết nữa. Đó bà chính nó sợ. Vậy là lâu hết. Bây giờ quay cho những giường uống. Hàng quả sinh tố uống. Không, em lại không thích quả sinh tố, em thích có cục cục gì xíu vậy. Mẹ thích gọt ra lấy cầm chấm. Vậy này, mỗi người thích kiểu. Hình như này anh không phải ăn nha. Vậy hả? Anh phải uống hả? Không phải uống luôn. Nó chỉ nó là lợ đó. Hồi đó em không thích ăn nhưng mà vô gan tốt lắm đó anh. Giờ em vẫn thấy giờ em ăn được rồi thấy nó ngon chứ hồi xưa là không còn biết ăn lưới hồi đó trước ăn không được nó mà lợ vậy nè. Không cái nghe người ta nói nghe tao nó tốt ăn thì thấy nước uống làm tốt hết. Hôm nay mẹ lại có đơn nước màu, bữa nay được 2 kg, sáng mình mới đi vô Bách Hóa mình mua. Để xíu mẹ thắng làm bán mà đòi đi vô trong thị Bách Hóa Thanh để mua đường không? Bạn nói mẹ mấy người bán nói mẹ mà kêu đam mê bán đam mê rồi gì bon chen. Ngạo qua chút. Ngạo qua về đi mà nói thôi bà ơi tối tôi về mới được. Trời ơi 9-10 giờ bà về không ấy coi tình hình về sớm bà cũng vậy không có nói ở nhà thôi ở nhà đi bon chen đó. Chứ là không có nói ở nhà thì ở nhà đi còn bon chen đó có biết đâu tính gì bán ngon đâu biết được. Cá dẫn rồi sáng mua được mớ cá rô rô gọn ngào quá chứ đã ghê cái con là con kia kia à, em đặt luôn rồi đó kia đặt xuống hai. Cái con này đó lắc luôn. Lắc. Em cho cái đầu nó thẳng ra cái đầu em. Em lật cái xuống lại nữa là được. Nó là kinh nghiệm đó. Sao thấy cái là tự thẳng ra không? Ừ. Rồi lật lại cái nữa. Thằng cái đó kìa kìa. Con kia. Này. Rồi con này lật lại. Đó. Còn này là lương nướng hồi mình sẽ trộn rau găm. Món này thì mình với Tiên thì ăn thôi chứ mẹ thì tuyệt đối là không có đụng vô. Bưng ly lên cho em. Mấy món mà bò vậy là mẹ không có, mẹ sợ.
hay quấn vô cây cố định cho nó đừng có bị dính cái dĩ á, xong giờ nó khô khô ráo rồi giờ mình gỡ nó ra. Chứ hồi nãy mà mình để trên dĩ mình nướng luôn á, dễ gì dính da vô cái dĩ lắm. Mình phải kẹp vô cây á, mình nướng cho nó khô ra. Rồi tháo dĩ ra, tháo cây ra, bỏ lên dĩ về nướng cho nó vàng lên nữa là được. Nhớ rồi, nhớ cái con mà giống rắn giống lương mà ăn chết rồi. Là khi là rắn chào gì đó. Nó là con rắn. Nó giống lương nè, nó trang lương nè. Nhiều con gì cũng giống lương vậy, con nghịch con gì đó. Lịch, lịch nó ăn được. Trời ơi, mẹ ăn. Lương này là bổ máu nè. Hồi nhỏ ai nói ăn cục lương bị thiên dưỡng chắc ăn bị cục lương thôi, tại mẹ ông đầu mẹ không ăn được đổ thừa cục lương. Rồi đó, ăn có được gì, nói cục lương đâu mà ăn mà mình bằng mình móc hết trơn rồi mà sao kỳ không biết nữa. Ông đầu ăn được thì không hấp thu dinh dưỡng vô thì 6 tháng thì chưa ăn được đổ thừa cục lương. Ối hoài. Anh không nghe câu có thờ có kiên có thiên có lành hả? Phải có kiên á nha, nhưng mà không phải là kiểu như là mê tín 100%. Lương chọn rau găm, lương chọn rau găm mà bỏ củ hành, lá rau găm. Món này là em đi ăn ở quán nhậu là mắc nó. Con không sắc da. Nó thơm, sắc ra làm ba. Nói vậy là ghê. Cả nguyên lá nó không có thơm. Này là mình trộn một muỗng đường nè, một muỗng giấm, một muỗng nước mắm, nửa muỗng tương ớt. Mình sẽ trộn lên. Nhau găm vậy cũng thơm hả? Trộn. Không, nó bằng con sắc lại đi thơm hơn. Con sắc ra nó cứ ra mùi thơm rồi. Đó là con dài, quên để luôn cái xương sống của nó ha. Ừ. Để đầu cho tương ớt nó vô nó sẽ làm cho cái màu nó hơi sậm sậm lại. Hương đậm ngọt. Cái này làm kẹo được rồi nè. Mẹ mà làm biết không? Thôi. Lương nó ngon vậy mà là hôi, mới nướng nó lợt. Mẹ ăn thử đi mẹ, cái này nó không giống như là cái lương âm đâu mẹ. Không, không. Nè nhắm mắt ăn thử đi. Không luôn. Không là không. Người ta sợ là người ta phải ăn nó, ta tiêu diệt nó cho nó không còn nữa. Để mẹ kể cho, mẹ sợ rắn. Nghiệp ngoại với ngoại kiếm đi, kiếm rắn hụt, rắn cùm, rắn đầu gùa á. Rắn lục cùm á. Mẹ ngoại nướng cho khét đen, ngoại tán như là diễn ra hết rồi đem xuống đây cho mẹ uống. Đó mới gọi là mẹ mới gọi là mẹ tính dị đoan đó. Mẹ bệnh nhiều mà ngoại đem, trời ơi nó mắc ối ráng bệnh mà lúc đó mẹ bệnh đến mẹ chết á. Cái đồ mà nướng đang than đen thui đem đi uống vô trong người là gọi là mẹ tính dị đoan đó. Vậy mà hết á? Hết, tại vì giờ mẹ uống thuốc mấy thuốc kia xong trùng là lúc là mẹ đi gì chứ mấy cái đó con có tin. Cái uống trời ơi nó mắc ối. Mới uống thuốc, ví dụ như mới uống thuốc tây đi, mới uống vô buổi sáng cái buổi chiều hay là buổi trưa gì đó, cái ai bài gì đó cái uống thêm cái nữa dạ xong, cái, tại, xong cái tại xong cái nó hết tối lại cái hết trơn cái nói cái đó là làm đó là nó hết bệnh là mình uống mấy cái thuốc kia là nó sẽ chuẩn bị hết rồi. Còn ví dụ như thuốc nam thuốc bắc này nọ thì ở cái đó thì uống bị trị này kia thì cái đó thì tin đi chuẩn bị, còn đi đốt này kia đốt hết ngang ngang nghẹt rồi uống vô trong người vô không chết bệnh đang thui luôn. Ngoài nướng nướng bằng lửa đang thui luôn than đi xuống thật không nhảy ra không đi có tiêu nữa bây giờ. Trời ơi cái này phải xây hàng rào lên nữa hả?
chứ sao nó bay lên ngọn ơ rồi. Phóng lên ngọn ơ luôn. Ngọn này. Ui tính ra cà na nó nhanh quá anh. Nè nó có trái nhỏ nhỏ nữa kìa. Ừ. Không cái này đợt đợt mà nó trái giấy mí mí như này nè. Nãy mới giờ nó bự rồi, còn bông nó... chưa đâu tầm tầm tháng nữa. Chắc nữa mới ăn được bông. Tháng nữa là có cà na ăn nữa. Rồi, xong cơm. Đây là nồi canh xương nấu đủ đủ. Ăn canh này có nhiều sữa. À, đu đủ nó trái nó còn xanh nha. Đu đủ còn xanh. Hai trái. Còn non và xanh lắm. Cơm 3 món. Quá trời thơm ngon. Xong mời cả nhà dùng cơm nên gia đình mình nha. Rồi, mời cả nhà ăn cơm trưa. Tô canh thấy hấp dẫn rồi. Con ăn trước món lươn này. Đi. Lươn ngọt quá hả? Ừ, lươn thuận tươi mà. Mày gấp nguyên con đi. Hả? Thôi mẹ trẻ ra. Mẹ trẻ rồi mẹ ăn thịt. Mẹ ăn khúc nào? Ăn khúc này nè. Lại ngon quá. Con khoái món này nha. Phải kẹp với rau răm nữa. Thử đi mẹ ơi, ngon. Cá này ăn với canh là ngon à. Cảm giác trộn có tương ớt là ngon. Có trứng nè. Chỗ nào cũng trứng trứng đều luôn á. Phải ăn trứng. Trứng cá gồ ngon. Trứng cá gồ nó béo. Sợ không giòn mà hên cũng giòn. Giòn mà. Cá này nãy mình có ướp mà sơ qua. Ăn nó sẽ ngon hơn. Mẹ ướp vừa ăn. Cái gô này chiên ăn nó ít thương hơn. Cái canh đu đủ nữa. Cái gô ăn canh đu đủ nữa. Ngọt. Còn nhiều mắt mà cay á. Còn mấy trái à. Mà đợt em thấy nó trơ trọi, nó muốn gần chết rồi mà ta. Ừ. Lúc mà đợt mưa nó mới là đợt anh chặt anh thấy nó bị con diệp sáp bu nó cho anh chặt nó ngang nè. Vừa nó lên lại đúng không? Anh đợt mới. Hồi trước một cây mình ngay chỗ này nè. Cũng có một cây đó. Sao ai trồng đủ cây lên sao quá trời, con trồng cây ăn được đợt hai đợt trái chết ngắt. Do đất mình á. Đất nó không kêu bằng gì, không quay, nó bị phèn. Là nắng ngon lắm. Giờ này mới nắng làm. Làm xong mới nắng. Vậy chứ giờ đi mua đò về xẻ ra cái mai ui đó. Ừ. Mấy chị hỏi anh có bán không? Anh kêu anh có bán đi. Mấy chị ở khu vực Vĩnh Long mà anh sợ gì? Chứ khu vực Vĩnh Long mình là bán. Chạy hết. Giao luôn à? Chị đi giao luôn. Ừ. Không có sẵn kiếm dao cái này cái kia, sẵn kiếm người này kia. Để giờ mua xong về làm chính xác lại. Ướp chính xác lại hả? Không có. Tính chính xác giá 2 kg ra được nhiêu. Ừ. Được nhiêu ký mình biết báo giá. À cái đó mình không biết giá nhiều nói.